Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Giá Hyundai Santa Fe dầu cao cấp chạm đáy mới, giảm kỷ lục tới 300 triệu đồng. Số lượng Hyundai Santa Fe dầu cao cấp sản xuất năm 2022 tại các đại lý hiện nay còn khá ít. Thời gian gần đây, nhiều đại lý Hyundai đã tích cực đưa ra ưu đãi lớn nhằm mục đích xả kho đối với Santa Fe sản xuất năm 2022. Cá biệt, một đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh đang giảm 220 triệu đồng cộng thêm 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản dầu cao cấp, tức là khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khoảng 300 triệu đồng, giá bán thực tế về mốc 1 tỷ 075 triệu đồng. Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp được sản xuất lắp ráp trong nước. Nếu khách hàng chờ sang tháng 7 mới đưa xe đi đăng kiểm biển số, có thể tiết kiệm được thêm một khoản tiền 69 cho tới 83 triệu đồng tùy theo từng tỉnh thành. Nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý này cho biết số lượng xe được hưởng ưu đãi trên còn rất ít và màu sắc hạn chế. Đây là mức giảm sâu nhất cho Hyundai Santa Fe dầu cao cấp tại thị trường Việt Nam. Hyundai Santa Fe dầu cao cấp sản xuất năm 2022 bắt đầu được giảm giá từ tháng 2 năm nay. Hiện tại, mức giảm chung tại các đại lý quanh mốc 200 triệu đồng. Trong khi đó, xe sản xuất năm 2023 chỉ được giảm 100 triệu đồng và tặng thêm phụ kiện. Hyundai Santa Fe dầu cao cấp sản xuất năm 2022 và năm 2023 đều là xe mới do đại lý chính hãng chào bán, không khác nhau về thiết kế và thông số kỹ thuật. Thế nhưng, người mua xe sản xuất năm 2022 phải chấp nhận mất một đời xe. Khi bán lại, tính thanh khoản cũng không cao bằng xe sản xuất năm 2023. Hyundai Santa Fe bán ở Việt Nam có hai phiên bản chính, bản tiêu chuẩn và cao cấp. Mỗi bản đều có tùy chọn động cơ xăng và động cơ dầu. Thời gian tới, xe sẽ có thêm phiên bản dùng thêm động cơ hybrid. Bản dầu cao cấp sở hữu nhiều tính năng và trang bị hiện đại, trang bị an toàn có gói Smart Sense với các tính năng cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, đèn xe thích ứng. Động cơ là loại máy dầu dung tích 2,2 lít cho công suất 202 mã lực và mô men xoắn 441 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hyundai Santa Fe thuộc phân khúc SUV crossover hạng D, cạnh tranh với Kia Sorento, Mazda CX-8, Isuzu MU-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest. Năm 2022, mẫu xe này đã đạt doanh số tổng cộng là 10.603 xe, dẫn đầu phân khúc. Kênh ô tô giá rẻ, chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.